Hôm qua mẹ lên mẹ bảo là mẹ cho một con lợn, nhưng bảo anh Sử đi lấy, không biết anh Sử có đi lấy không. Hôm qua là mẹ lên đây à? Vâng, hôm qua mẹ lên đây mẹ bảo mẹ cho một con lợn. Rất xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và nghe ra là hôm nay là anh em thợ là lên để mà làm cái phần là mái hiên này cho cháu Lực rồi. Đấy, tuy nhiên thì sáng nay mưa rất là lớn. Thì các bác có thể nhìn thấy là ở phần cái khoảng sân còn nước mưa nó đọng lại thêm một chút. Còn về cái phần chỗ nào mà thấp quá đấy các bác thì là ngày mai cháu Lực sẽ bảo em Sử là lấy thêm xi về để mà láng lại cái phần sân một chút. Thì cái khoản này là cái số tiền mà bà Phạm gửi cho cháu Lực là không biết là hôm nọ cháu Lực đã nói ở trên kênh chưa. Thì nếu mà chưa nói thì bây giờ cho phép cháu Lực xin được phép nói lại. Còn nếu mà nói thì cho cháu Lực xin được phép nói lại thêm một lần nữa cô bác nhé. Về cái vật liệu này các bác này thì phải lấy từ dưới huyện lên thì mới có vật liệu được, có sắt, có tôn này kia kia. Còn là chứ ở trên xá thì người ta không có bán. Nếu mà trên xá thì người ta bán ấy, thì là có thể là mình lấy về để mà mình làm được luôn. Thế còn về vật liệu dưới huyện thì nó sẽ đắt hơn một chút, thì cho Lực sẽ lấy ở tận vật liệu là Hà Giang lên để cho cái mình mua vật liệu nó rẻ một chút đấy, nhưng mà tuy nhiên là tiền cước thì nó sẽ hơi cao một chút các bác nhé. Phải nói là rất là cảm ơn tới cái tấm lòng của bà An Phạm sau khi mà cháu Lực bị một không biết là mạnh thường quân hay là kẻ xấu người ta lừa cháu Lực các bác ạ. Về cái khoản phần mái hiên này các bác thì là cháu Lực nhận được của bà An Phạm là 25 triệu là 200 là 40.000 đồng. Đấy, và trong đó thì nếu mà còn dư ra ấy các bác thì sẽ để gửi lại cho em Sử, nhưng mà nếu mà còn không dư ấy, thì chắc chắn là sẽ không có thể mà gửi được. Đấy, trước tiên thì bây giờ cứ làm cái phần mái này thì là nó cũng hết tầm đâu đó là tầm hơn là 20 triệu rồi. Hôm họ thì cháu Lực cũng hỏi là cái bạn mà lên đo cái phần mái hiên cho cháu đấy các bác. Lên đến đây thì không có bắt gặp là ai ở nhà cả. Chắc là hai anh em là đi xuống tới nhà cũ hay sao rồi. Cháu Lực thử đi xuống xem. Còn em Sử thì chắc là không có ở nhà rồi các bác ạ. Xe của em ấy thì cháu Lực không nhìn thấy đâu. Đấy, bây giờ thì nếu mà để lên trên nhà của ca trên này có bác nhà hàng xóm ấy, thì chắc là em Sử không có để nữa. Tại vì là trên kia thì nhà người ta cũng không có bằng anh ấy nhà của em Sử cả. Lợn hôm nọ có một con lợn bé bé tí là con lợn kia của bác này, là em Sử là em ấy mua thêm của bác nhá. Sau khi mà cho Lực gửi tiền của bà An Phạm cho ấy, thì là em ấy cũng mua thêm một con lợn nhỏ nữa. Thế chắc là cũng như mấy cái lần trước, mấy cái lần mà cho Lực đi mua lợn đấy các bác, là nhà người ta cần tiền người ta mới bán gấp để mà mình mua được. Chứ nếu mà người ta không bán gấp thì là mình cũng không có mua được đâu. Ít khi bà con ở trên bản này người ta bán lợn, cứ lúc nào mà người ta cần tiền đấy thì là người ta mới bán. Cái mùa này là mùa mà làm nương làm ruộng của bác ạ, cho nên là người ta hay cần tiền để mà mua phân đạm phân lân này, là người ta bán, là bà con người ta bán thôi. Thời gian qua thì các bác cũng đã biết được rằng là câu chuyện là ông là không có ở cùng với lại hai anh em nữa. Ông thì đã quyết định ra ở riêng và ở với lại thêm là hai con của chú nữa. Ở đây thì theo như cháu Lực biết đấy các bác, cháu Lực xin được phép nói qua thêm một lần nữa rằng là
có thể là trước kia là ông với lại chú Sử có một cái hẹn ước nào đấy, thì đến bây giờ các em lớn rồi thì cho các em ra để mà ở riêng, cũng như là gửi lại cái phần tài sản của bố cho hai anh em lại, để cho hai anh em ra ở riêng. Trước kia nếu mà bố của các em không mất ấy, thì là bố của em Sử thì cũng ở riêng, thì là chú cũng ở với ông với bác ạ. Thì sau khi mà được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ một ngôi nhà rồi thì có thể là chú bảo với ông chẳng hạn, hay là như thế nào đó, thì điều đấy là tôi cũng không có biết thêm về máy. Có vẻ như là xuống cái nhà cũ thì cũng không nhìn thấy ông với lại ai ở nhà của bác. Nhìn thấy là đóng cửa mất rồi. Nhà ông thì chỗ đây là thấy ông chồng của bí của bác này khá là to. Trâu thì không thấy ở nhà của bác, có lẽ là hai anh em mà đi chăn trâu rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì không biết là chăn trâu ở đâu. Vừa rồi cháu được có nhìn thấy là ông ở cái ở dưới này này. Dê ơi, hải tới ba chứ đâu dê. Ồ, hải thì cháu được vừa mới hỏi ông đấy cô bác là đi lên đi chăn trâu rồi. Ở nhà các em thì là có một cái con trâu trâu to hơn là trâu của nhà hai anh em, là của Hải với Sử. Đấy, còn là một con nhỏ kia thì là ông đi nhận người khác về nuôi, thì ông sẽ nhận con đấy để mà nuôi, thì giả lại cái trâu cho hai anh em Hải Sử. Rất mai gì bạn à? Rất mai đấy. À, ông thì vừa đi ra ruộng về. Hải với tên được tay vai rồi, sao nữa không? Ờ, sao này mới đi ta vai nó dê nổ. Em Hải thì đi chắc là đến tận trên kia để mà chăn trâu rồi các bác. Vẫn đây dê một lọc hứa. Một lọc mía chứ. À, mày sao đi hải nữa bác nhá. Cho được xé lên trên chỗ em Hải xem là em ấy đi tận đâu để mà chăn trâu không bác. Bây giờ thì đi vào nhà và ngồi chơi với ông thêm một chút đã. Cho được ra đến đây thì là bác gặp là em Hải là đi chăn trâu về rồi các bác ạ. Có vẻ như là thấy em Hải cởi trần hay sao ấy. Mới có con này à? Thế con của ông nhà ai chăn? Con là chú chăn à? Ôi sao lại cởi áo đây? Em vừa tắm à? Vừa tắm à? Ồ, đi đi đi, đi về nhà đó. Đi về nhà đó. Kéo cuốn lên. Cuốn sắt tua rồi. Đấy. Chắc là ở bên kia có một cái khe suối của bác ạ. Thật ra là chắc là chân trâu là tắm. Nóng quá tắm luôn. Một mình đi chăn thôi à? Bạn đâu? Không có bạn à? Có à? À đi trước rồi à? Ôi dưới kia có nhiều chỗ, chỗ con, à con bé này con nhà ông nhỉ? Không phải nữa. À đây này, đây cũng đàn trâu này. Ồ, thanh niên nào cũng cởi chân này.
À, thế là cùng với lại bạn kia là đi chăn trâu à? Hải là đi chăn trâu từ mấy giờ đấy? Từ sáng rồi. Từ sáng rồi à? Anh tưởng là đi chăn trâu này không mặc quần áo gì chứ? Thế là đến lúc mà về thì mới tắm xong mới về à? Ở kia là có suối to không? Không phải suối đâu. Không phải suối à? Thế là như nào? Đây con trâu mà hiện tại là em Hải đang chăn này các bác này, là con trâu mà gia tài là từ trước kia là bố để lại cho hai anh em. À, cái con là chú nữa à? Trâu này buộc ở tận nhà dưới chứ, nhà dưới kia chứ. Không phải tí lên đây mặc quần áo khác chứ. Vậy giờ thì em Hải là đem trâu đi xuống cái nhà dưới kia để cho nó vào chuồng đá của bác ạ. Rồi thì lên đây cho Đức xé ghi hình sâu của bác ạ. Còn là ở phía phần hiên nhà như này thì là ngày mai nếu mà thợ lên thì cháu Đức sẽ phải tính lại là không sẽ trồng cột ở phần dưới nữa, tại vì là không có nhiều cô bác khán giả nói rằng là cái phần đấy là phần đất mượn, cho nên là trồng cột nó sẽ không có được chắc may chắc cho lắm cô bác ạ. Đây thì có vẻ như là có nước vào ấy, thành ra là nó vẫn bị động một chút cô bác ạ, thành ra là chắc là mai phải làm lại. Hôm nay Hải đi chăn trâu từ mấy giờ? Từ sáng rồi à? Tóc này thợ cắt tóc cho đấy nhỉ? Đấy, nhưng mà thợ thì trong làng thì cũng tự cắt hết cả của bác ạ. Thế anh Sử thì đi đâu rồi? Không biết, hôm qua mẹ lên mẹ bảo là mẹ cho một con lợn, bảo anh Sử đi lấy, không biết anh Sử có đi lấy không? Hôm qua là mẹ lên đây à? Vâng, hôm qua mẹ lên đây, mẹ bảo mẹ cho một con lợn. Mẹ bảo lấy lợn cho á? Vâng. Thế là bảo anh Sử đi lấy à? Vâng, không biết anh Sử có đi không ạ? Anh Sử có cầm theo điện thoại không? Không cần đâu. Không cầm theo à? Vâng. Vừa rồi em Hải có chia sẻ với bác rằng là hôm qua mẹ là ra nhà của hai anh em. Thế qua là gặp mẹ ở đâu? Gặp mẹ ở nhà mới, gặp mẹ ở nhà này hay là ở đâu? Gặp ở dưới nhà cũ kìa. Gặp dưới nhà cũ à? Vâng. Thế mẹ là chưa vào nhà mới lần nào à? Chưa rồi. Nếu mà như mẹ cho lợn như này thì hai anh em có đi lấy lợn không? Không biết đâu ạ. Không biết đó. Vâng. Mẹ bảo cho con lợn thì có cho một con là hai con? Cho một to. Con thôi ạ. Cho một con à? Cho con vâng. To không? Bé thôi ạ. Cho con bé á? Vâng. Thế là qua là lúc nói với em hay là nói với anh Sử? Nói với anh Sử ạ. Nói với anh Sử à? Vâng. Thế là mẹ ra đây thì mẹ đã biết là hai anh em là ở riêng chưa? Biết rồi ạ. Biết rồi á? Vâng. Không biết là hiện tại là em Sử có đi lấy lợn không các bác? Thế nhưng mà hiện tại là anh thấy là chuồng thì cũng có thêm là cũng có 3 con rồi đúng không? Vâng. Hôm nọ thì là mua 2 con rồi, còn một con bé bé nữa nhỉ? Vâng. Con bé kia là anh Sử mua ở đâu? Anh Sử mua ở kia. Mua ở kia thôi à? Vâng. Nhà cũng có nhiều lợn rồi, thế nếu mà mẹ cho như thế này thì hai anh em tìm cách nào mà từ chối khéo mẹ, đừng đi lấy, đừng mẹ cho lợn như này, cho đồ đạc gì thì hai anh em cũng đừng có nhận. Vâng. Nếu mà mẹ muốn cho thì là mẹ đã cho các em từ rất là lâu rồi. Vâng.
từ lúc mà có thể là các em còn nhỏ hay là như thế nào đó, đáng lẽ ra là mẹ em thì đi lấy chồng mới thì cũng đúng thôi. Thế tuy nhiên thì nó cũng phải là chọn cách nào thiệt vào cái thời điểm nào mà phù hợp thì đi mới đúng cô bác. Thế còn như cái trường hợp này thì là em Hải còn rất là nhỏ, lúc đấy mới được có 6 tháng tuổi thôi. 6 tháng là gọi là như là để mà đầy đủ sữa mẹ thì chắc chắn là không có đủ đấy, nhưng mà em Hải thì vẫn gọi là được bề trên các bác gửi cho phù hộ cho em ấy một cái điều gì may mắn tới bản thân em thì không có gặp chuyện gì xảy ra cả. Và cái công phải nói là công lao mà lớn nhất thì là ông với bà của hai anh em là nuôi hai anh em lớn lên. Anh cũng đã dặn với lại em Sử với em Hải rất là nhiều rồi, thấy rằng là bây giờ nếu mà ông không ở với hai em ấy thì hai em vẫn gọi là vẫn qua lại với ông và vẫn thường xuyên là hỏi thăm ông, chăm sóc cho ông. Vâng. Đấy. Mặc dù là bây giờ vẫn biết là chú cho hai em là xuống ở với ông rồi đúng không? Vâng. Cho hai bạn là Sân với lại Trống. Sân với lại Trống à? Vâng. Đấy, già chú thì cũng có rất là nhiều anh em cô bác ạ, có tận tới là 7 người anh em cơ. Thế ông nọ là ông cho đất thế này thì ông là bảo ông có gọi ai vào không hay là gọi cho bảo hai anh em thôi? Bảo hai anh em thôi ạ. Bảo hai anh em à? Vâng. Thế hôm đấy thì có sự góp mặt của nhà chú nữa không? Không đâu ạ. Không à? Vâng. Thế bảo anh Sử nhá, nếu mà tối nay anh Sử về đấy thì bảo là lợn bây giờ cũng có nhiều rồi. Vâng. Đấy. Không biết là anh Sử đã đi lấy chưa, lên đến đây thì không có gặp em, không có gặp em Sử ở đâu cả cô bác, điện thoại thì không có cầm đi, thế nên là điện không có được. Thế vừa rồi đi chăn trâu thế này ấy thì đi tận chỗ nào để chăn trâu á? Trên kia ở dưới không có chỗ nào để chăn trâu nữa à? Chỗ này dưới kia chăn nhiều rồi. Kia chăn nhiều rồi à? Vâng. Có vẻ như này chỗ này còn dính đất này, tí đi rửa lại nhá. Vâng. Đi lên trên tắm ấy, nếu mà có suối thì cũng đừng có vào đi vào suối tắm quá nhá. Vâng. Sợ rằng là đi vào là chết rút là chết đuối đấy. Vâng. Thế vừa rồi là tắm ở những chỗ nào, tắm ở chỗ như nào? Không phải tắm suối rồi. Không phải tắm suối à? Vâng. Thế là tắm cái ống nhựa hay là như nào, cái máng không? Tắm cái máng thôi ạ. Tắm cái máng người ta lấy nước vào cho ruộng nào. Vâng. Thế đi chăn trâu này thì vừa rồi về đã ăn cơm chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Ăn cơm ở nhà mới đi hay là như nào? Buổi sáng lấy cơm đi rồi. Thế là đi từ buổi sáng rồi à? Vâng. Thế nãy anh Sử đi đâu không bảo à? Không bảo đó. Lên thì cũng không bắt gặp là em Sử ở đâu cả cô bác ạ. Thấy bố em Hải đi xuống đến hỏi ông bảo là đi em Sử là em Hải là đi chăn trâu rồi. Mưa tối hôm qua mưa là có bị nước có bị chảy đến vào đến tận nhà này không? Không đâu. Không đâu. Vâng. Là chỉ bị những cái húm ở ngoài kia đúng không? Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này còn sáng không Hải? Có ạ. À, vẫn còn đúng không? Hải thì đi chăn trâu về đấy các bác. Ở nhà là em xem có công việc gì là em ấy làm luôn. Mấy cái này thì có bị cái nào bị không lên điện không? Không rồi. Không rồi à? Ừ. Cũng mua được khá là lâu rồi các bác. Ở nhà vệ sinh thì cũng rất là gọn gàng. Cái này Hải lấy cái này để vào trong đây này Hải này. Cùng anh bê cái máy ra này. Cái máy để đây nó vướng. Để đây nó vướng quá đây này. Hải bê đầu bên kia cho nó nhẹ hơn. Đầu bên này nặng hơn. Bê nhá. Nặng phết đấy. Tại vì nó có cái đầu. Đập chân ngoài đầu á. Để ra gọn để nó gọn hơn này. Cái máy thì máy nữa đến cái mùa mà có ngô ấy, thì là mới dùng được đấy, nhưng mà hôm đó em xử cũng test rồi là cũng lên. Ở trong nhà thì có khá là nhiều đồ thành ra là cũng không có được gọn mấy, nhưng cái đồ này thì không biết là nên để ở đâu. Để ở ngoài thì sợ rằng là bị mất cô bác ạ, thành ra là bắt buộc là mình phải để ở trong rồi. Mới bước vào thôi là nhìn là thấy cái phòng khách nhìn trong rất là sang của bác ạ. Trên đó thì còn là những cái bức tranh này và những cái đồng hồ. Cái đồng hồ với lại bức tranh này thì là được bà Vương Kim Thanh là máy gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua của bác để cho nhìn cái ngôi nhà cho nó thêm là nổi bật và nó khang trang hơn. Anh mở cái đây cho nhá. Vừa rồi lên thì bảo với nếu mà em sửa ở nhà đó các bác, người ta sẽ bảo em sửa là đi xuống đấy để mà chở xi về để mà em ấy làm lốt thêm phần này. Cái máy này Hải cũng để ra bên kia đi nhá. Vâng. Cả cái lọ thuốc em đây. Để ra bên này cho nó gọn hơn này, để ở nhà bếp này. Hải cứ có đồ gì ấy Hải cứ xếp ở bên phía bên này Hải. Đấy, xếp xong là nhìn cho nó gọn hơn không? Có ạ. Để đây này, cái đồ kia kìa. Đấy, để dưới cái ghế. Còn là cái máy kia thì là nó to quá, thành ra là không có biết là để chỗ nào để cho nó gọn được các bác ạ. Ngô này thì để cho gà đúng không? Đúng rồi. Ngồi là lấy tay bóc hay là dùng cái máy kia bóc? Lấy tay bóc thôi ạ. Lấy tay bóc à? Thế cái máy kia chưa dùng được à? Chưa rồi. Có lẽ là ít quá thì là không bó để cắm điện đấy cô bác. Nếu mà như sau này các em thu hành một cái vụ ngô rồi thì lấy cả cái vụ ngô đấy để mà mình làm luôn thì trong một ngày nó sẽ nhanh hơn. Cái chỗ kia thì bây giờ phải xếp lại được để cho nó thòi ra bên ngoài một chút này Hải ạ. Những cái chỗ bao này là bao dùng để làm gì đây? Bao phân ạ. Bao phân lân à? Vâng. Ui, có đông gì đâu nhau ấy. Đây bây giờ Hải quét ở trong này nhá. Vâng. Ra để anh
để lại xuống đây cho. Đấy, quét từ trong kia ra đấy. Quét thải như lúc mà quét nhà ấy thì là quét luôn cả những cái góc này thì nó sẽ nhìn cho nó đỡ bẩn hơn nhá. Vâng. Ngôi nhà thì đẹp đẽ rồi thì mà nếu mà đi vào trong mà bẩn thì khi mà anh ghi hình nên là các bác là không có thích đâu. Vâng. Những lúc mà em sử nhận được tiền của bà An Phạm cho ấy, thì em cũng biết là dùng tiền đấy để mà đi mua thêm là phân lân phân đạm để chuẩn bị cho cái mùa vụ sắp tới của bác. Một rổ này thì gà ăn được tầm bao nhiêu lâu hả Hải? Tầm 2-3 ngày thôi ạ. Tầm 2-3 ngày thôi á? Vâng. Tại vì sao lại được 2-3 ngày là cũng nuôi khá là nhiều gà của bác ạ. Đấy. Còn về cái khoản phần sân nữa các bác thì nó sẽ không có được đẹp một chút. Đấy, tại vì sao không được đẹp thì là lúc mà làm ấy thì kinh phí thì cũng đã hết rồi. Thành ra là cháu Lực mua thêm xi để mà tự làm thôi. Và bây giờ thì được các bạn An Phạm là hỗ trợ thì cháu Lực sẽ mua để mà làm lại thêm một chút cô bác để cho nó nước nó không bị động lại, mưa cái trôi cái nó đi luôn. Chỗ hai anh em để dép này dây co này Hải ơi. Vâng. Bảo anh Sử là anh ấy về là dây co này. Vâng. Mua thì cũng mất thì mua lại cũng mất tiền chứ. Để nó bừa bộn quá. Dây co này mua là cũng hết 40-50 nghìn đấy. Đây là mà mấy lần mà cháu Lực lên đấy, mua đồ trở lên đấy các bác thì là mua cho em Sử luôn. Sau có vẻ như là đây nhiều lá cây quá nhỉ. Quét đi xong à. Xếp lên trên này cũng được rồi. Này lấy cái chốn nước này ra một tí Hải ạ. Để mấy hôm nữa anh một xi về cho anh Sử làm lại cho. Thuê thợ cho người ta làm lại luôn. Rất lẻo. Quét lá cây thôi, còn nước thì kệ nó, để quét sau, dọn lá cây đi này. Nước này thì cái chỗ nó bị
nó nọ làm ấy là không có được, nó không được bằng phẳng đấy các bác, thành ra nó bị chỗ thấp chỗ cao một chút. Bây giờ nuôi nhiều lợn như thế này thì Hải lấy rau lợn thì có mệt hơn không? Có ạ. Mỗi lần thì lấy bao nhiêu sọt để đây đã, để đây cho nó khô đã. Đấy. Xong rồi tí gom đi sau. Chổi thì là quét xong là để đừng để quét ngoài nhá. Quét ngoài là mấy nữa nó rụng hết đấy. Gà này hai em lại thả rồi à? Thả rồi ạ. Tối nó biết tự về chưa? Biết rồi ạ. À, bây giờ nhốt mấy ngày mấy hôm thôi là thả là nó cũng biết tự về rồi đấy nhỉ? Vâng. Hôm nọ là khi mà mua gà về đấy các bác ạ, là hai anh em chỗ chuồng ấy để ở dưới nhà cũ. Thành ra là đến lúc mà bắt về ấy, hai anh em cũng không có để ý thả là nó cứ đi xuống nhà dưới. Ôi con kia con gì to đấy Hải? Đây này. Thấy không? Biết rồi. Nhìn trông ghê ghê đấy nhở? Vâng. Có vẻ như là nó thấy tường sáng đấy các bác, là nó muốn là nó muốn bám vào á. Ghê thế con này. Rơi chưa? Chưa rồi. Rơi chưa? Rơi ạ. Con này không biết là con đây con bọ gì ấy nhở? Không biết ạ. Đây, cho nó đi xuống dưới đi. Nhìn trông ghê ghê chứ. Ai nó lại chui rồi Hải, vứt đặt cho xuống dưới, kêu xuống dưới đi. Trong thời gian vừa rồi thì nếu mà như không có cháu Lực lên chia sẻ đấy thì cuộc sống của các em ấy được đến như ngày hôm nay thì không biết là mẹ của các em có quay trở lại và quan tâm nhiều như thế không. Vừa rồi thì em Hải cũng có nói là mẹ là ra là bảo là em xử đi lấy lợn đấy, nhưng mà không biết là
Hiện tại là không thấy em sửa nhà, điện thoại thì không có cầm đi ấy, thì không biết là em có đi lấy không. Nhưng mà cháu được thấy là trong cái thời gian vừa rồi thì cũng đã nói với em rất là nhiều lần rồi, rằng là mỗi lần mà mẹ quay về ấy, thì là mẹ cho cái này cái nọ ấy, thì là cũng như là gọi là muốn lấy lòng các em. Và thêm là một vấn đề nữa, rằng là ông không ở với lại hai anh em thì mẹ mới bảo là cho lợn. Tức là lúc đầu là mẹ biết là hai anh em không ở với lại ông thì mẹ mới ra đây hay là như nào? Lúc mà mẹ biết là hai em không ở với ông thì mẹ ra thôi ạ. Mẹ ra thôi à? Vâng. Ra thì sợ rằng là mẹ cho các em thứ này thế nọ, thành ra là các em lại nảy sinh một cái tình cảm gì đấy. Ở đây thì tình cảm mẹ con thì chắc là không có cấm các em rằng là không có được là qua lại với người mẹ các em một chút nào cả. Nhưng mà bây giờ thì hai em cũng lớn rồi thì hiểu tại sao mà lý do mẹ lại mạnh bỏ mình đi, tại sao mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ mình đi thế, thì các em cũng tự hiểu mọi cái đấy cô bác. Tại hôm nay thì trời cũng bắt đầu, bây giờ thì trời cũng bắt đầu nắng lên một chút rồi. Đấy cũng thứ nhất thì rất là mong bà anh Phạm sẽ thông cảm cho cháu, và thứ hai thì rất là mong tất cả các bác anh chị ở trên kênh sẽ thông cảm cho cháu về cái việc mà làm cái phần mái hiên nhà của các em thì nó hơi chậm một chút, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác là cũng có nhắc nhở với cháu Lực rằng là sau này mà có thực hiện cái chương trình nào thì là nên nhận tiền của các bác trước, rồi thì hãng làm đấy. Như vừa rồi cháu Lực có gặp một cái trường hợp đấy cô bác, và rất là may là vật liệu cháu Lực lấy lên là còn ít đấy, nếu mà lấy nhiều quá lên đấy, lấy độ tầm là 15 triệu tiền vật liệu là có thể là phải bỏ tiền túi ra để mà giả trước. Nhưng mà cũng rất là may mắn là lúc nào mà gặp cái khó khăn gì thì là được đều là bán Phạm. Lúc mà làm ngôi nhà ấy, thì gặp khó khăn là thiếu kinh tế, thiếu cái phần là phần quý ấy, bị âm vào đấy, thì được hai chị người Thí giúp đỡ cũng cùng với lại thêm một số các bác nữa. Và đến cái thời điểm hiện tại thì cháu được gặp một cái trường hợp như thế, lại được bà anh Phạm là đồng hành giúp đỡ, thì rất là biết ơn tới bà. Cũng như là không biết là bà có một cái điều gì đấy mà rất là quý các em, mà mặc dù là bà chỉ theo dõi được những thước phim thôi. Ở đây thì là Hải có thường xuyên là nhận được những cái tin nhắn của bà anh Phạm nhắn cho không, hai anh em ấy? Có ạ. Có à? Vâng. Bà anh Phạm mà có nhắn cho hay là các ông bà, thí dụ như sẽ có một hai ông bà là muốn xin số của các em thì anh vẫn cho. Vâng. Tại vì là cái cuộc sống của các em như thế nào thì anh cũng chỉ biết là chia sẻ như thế. Các bác muốn gặp riêng ấy, nói chuyện riêng ấy, thì là cũng có thể điện cho các em đấy. Nhưng mà có thể là các bác hỏi thẳng về những cái vấn đề nào mà thí dụ như là anh Lực có cho tiền không, thì các bác nên hỏi thẳng về vấn đề đó. Các bác không nên là hỏi gọi là vòng vo tam quốc, tại vì các em là không có hiểu được, thì sợ rằng là thí dụ như các em trả lời ấp a úng á, thì các bác lại nghĩ rằng là cháu Lực dạy các em nói, thì điều đấy nó rất, thành ra nó rất là như kiểu là không có như kiểu là cháu Lực làm cái điều gì đấy các bác, thì các em không biết trả lời như thế nào. Đấy, có các bác điện cho ấy, thì có như thế nào thì các em biết trả lời như thế. Vâng. Đấy. Tại vì rằng là anh không muốn là nó bị vướng mắc, bị một cái gì đấy. Đấy. Vâng. Cũng có rất là nhiều bác là muốn là xin số các em để mà gọi điện. Thứ nhất thì là hỏi thăm các em. Đấy, và thứ hai thì cũng muốn là hỏi các em về là cái cuộc sống hàng ngày của các em như thế nào nữa. Vâng. Đấy. Còn rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thầy còn hai anh em. Hôm nay cháu Đức chỉ chia sẻ là tới đây thôi. Cái câu chuyện của người mẹ thì hôm nay cháu Đức lên thì em Hải mới chia sẻ cho Đức biết. Thì cũng có nhiều khán giả trên kênh, các bác trên kênh nói ấy, tại sao lại không có giải quyết dứt điểm đấy. Thì thí dụ như về hôm qua ấy, làm sao cháu Đức mà biết được cháu Đức mà lên. Hôm nay mà mẹ lên ấy, là em Sử không có điện cho cháu Đức, nói rằng là mẹ lên bảo cho lợn, theo anh có nên lấy không thì anh Sử cũng không có bảo. Nếu mà em Hải không có bảo thì cháu Đức lại không có biết. Thành ra là đến lúc mang về đến nhà, đến lợn ấy, thì có thấy lợn ở nhà, cháu được hỏi là lợn để ai cho, thì bảo là mấy mẹ cho. Thì đến lúc đấy lại đem đi giả. Thành ra là nó rất là phức tạp và rất là lằng nhằng. Đấy, có những cái chuyện gì thì các em có thể là anh Sử không chia sẻ với anh, nên là em chia sẻ với anh để anh biết. Vâng. Anh còn biết cái cách hướng mà để mà giải quyết. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Cháu cũng xin được hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác.
Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.